Rồi ha. Thì bây giờ mình bắt đầu với khối cơ bản. Vậy thì để mà trước tiên mà em vẽ được bất cứ vật thể gì thì em phải nắm được là cái vật thể đó nó nằm ở trong một cái không gian và thiết lập ánh sáng. Có hai cái đó ha. Thì nó sẽ biến đổi như thế này. Vậy thì trước khi mà mình đi vào là cái cụ thể á thì sẽ có những cái vấn đề cơ bản. Thứ nhất, một vật thể thì sẽ thấy được cái màu sắc gốc của nó là khi nào. Ví dụ giống như ở xung quanh đây mình thấy cái hũ này màu đỏ, cái thằng này màu xanh. Thì trường hợp nào để thấy được màu sắc gốc của nó? Là nó phải được có ánh sáng đúng không? Nhưng mà ánh sáng như thế nào thì mới thấy được màu sắc gốc? Ánh sáng như thế nào thì thấy được màu sắc gốc? Ánh sáng, ví dụ bây giờ anh hỏi em, nếu mà ánh sáng buổi chiều mặt trời vàng rọi lên trên một cái cây đi, hoặc là một căn nhà, thì nguyên căn nhà đó nó bị như thế nào? Ướm vàng hết đúng không? Vậy thì cái màu vàng của căn nhà lúc mà mình thấy buổi chiều đó nó có phải là màu sắc thật của vật thể không, màu sắc gốc của vật thể không? Vậy thì ví dụ vậy thì khi nào mình sẽ thấy được, khi nào thấy được màu sắc gốc của vật thể nhiều nhất? Đúng rồi, ánh sáng trắng. Vậy thì khi thiết lập nguồn ánh sáng là ánh sáng trắng, giống như là mình có ánh sáng đèn nè ha, dĩ nhiên là đèn trắng nha, chứ đèn vàng thì lúc đó thay đổi rồi, chụp hình rọi đèn vàng khác với đèn trắng đúng không? Rồi ánh sáng trắng nè, ánh sáng mặt trời, thì khi đó sẽ thấy được màu sắc gốc của vật thể ha. Vậy thì trước khi mà mình vẽ một cái gì đó mình phải xác định được màu sắc của ánh sáng, màu sắc của vật thể và màu sắc của xung quanh, môi trường xung quanh, không gian xung quanh ha. Thì khi đó mình mới vẽ được chính xác, chứ không thôi là mọi thứ nó sẽ bị tách rời nhau ra nhau hết. Vậy thì ánh sáng pha màu với vật thể, pha màu với môi trường, các cái màu sắc đó nó được sẽ được thể hiện lên trên cái vật vật thể của mình ha, chứ không bao giờ là vật thể nó bị tách ra khỏi ánh sáng hoặc là môi trường. Vậy thì khi mà mình vẽ bất cứ thứ gì á thì mình sẽ phải chú ý cho anh ba cái. Thứ nhất, màu, ở đây là mình nói về màu nha, màu của ánh sáng. Thứ hai, màu của cái gì? Đúng rồi, của vật thể. Thứ ba, môi trường. Ba thằng này nè em sẽ pha với nhau. Ở đây anh nói là pha nha, tức là ánh sáng, ví dụ bây giờ mình nói là ánh sáng màu màu vàng đi, vật thể của mình màu xanh da trời đi. Nếu mà màu vàng mà rọi lên xanh da trời thì cái vật thể màu xanh da trời đó, đó em sẽ thấy nó hơi chuyển màu thành màu gì? Đúng rồi, xanh lá. Cho nên đó mình gọi là pha màu, chứ không phải là lấy màu vàng vẽ lên trên xanh da trời, hiểu không ha? Thì khi mình pha màu như vậy thì mình sẽ tạo ra được màu sắc hài hòa giữa ánh sáng, vật thể, môi trường, ba cái này với nhau, được không ha? Rồi vậy thì khi mà mình vẽ, cái mà mình cần phải quan tâm đầu tiên đó là về cái gì? Nếu mà em vẽ một tấm này, cái đầu tiên em sẽ quan tâm đầu tiên là về cái gì? Đúng rồi, phối cảnh là về dựng hình đúng không ha. Vậy thì đầu tiên là phải về phối cảnh. Vậy phối cảnh mình có được phép sai không? Rồi, phối cảnh là không được phép sai, sai cái là vẽ lại hết rồi, chuyện đương nhiên. Sau khi mà mình vẽ phối cảnh, tức là mình có được cái khối này rồi, thì làm sao để vẽ cái khối này nó chính xác, phân ra được các diện, phải quan tâm đến cái gì kế tiếp? Đúng rồi, ánh sáng, màu sắc, hướng ánh sáng, giống như của em nói ha, và dĩ nhiên còn cả cái phần màu sắc của môi trường nữa. Thì những cái đó nó sẽ hòa lại với nhau. Vậy thì cái thứ hai không được phép sai đó là cái gì? Cái thứ nhất là về dựng hình rồi, cái thứ hai là về cái gì? Đúng rồi, hướng ánh sáng. Tại vì hướng ánh sáng sai thì em đánh các khối này, các diện này
nó sẽ khác biệt đúng không? Lúc đó độ bóng nó có khác không? Khác. Nếu mà hướng ánh sáng thay đổi thì độ bóng khác, các diện này sáng tối hơn, nó sẽ biến đổi hết. Cho nên là hai cái không được phép sai. Đó là về, trước tiên là về dựng hình, cái thứ nhì nữa là về hướng ánh sáng. Vậy thì về cái phần dựng hình á, ở trong phần dựng hình á, thì mình phải có một điểm chú ý. Ví dụ ở trong cái khối này, khối này nếu mà đặt trong mặt phẳng, mà nằm trong cái phần mặt phẳng mà chứa đường chân trời, đường tầm mắt của mình á, thì hai cái điểm tụ hai bên này, điểm tụ bên trái và bên phải của cái khối này, nó phải như thế nào? Nó cùng nằm trên đường tầm mắt ha, nó cùng nằm trên đường tầm mắt, đường chân trời á. Nhớ cái đó nha, tại vì nếu mà hai cái điểm tụ mà nằm lệch khỏi đường chân trời á, thì mình sẽ bị rơi vào cái trường hợp như thế này, thì cái khối của mình nó sẽ bị méo, được không? Ha, mình cái khối mình bị méo là do kiểu giống như thế này. Vậy thì về sau mà mình vẽ mình muốn đúng thì phải hai điểm tụ của khối này cùng nằm trên đường chân trời. Và cái này, cái trường hợp mà hai điểm tụ mà nó bị trên nhau á, nó sẽ chỉ có trong một cái trường hợp, đó là camera mình đúng rồi, đặt nghiêng xoay đi ha, thì sẽ có cái trường hợp này thôi. Rồi còn dĩ nhiên cái khối nó méo bẩm sinh của nó thì mình không bàn tới, được không ha? Rồi đó là về cái phần dựng hình, là chú ý về hai điểm tụ này là sẽ nhiều nhất ha. Rồi còn phần đổ bóng thì cái cạnh ở bên đây nè, nó là bóng của cạnh nào đổ xuống? Phía này đúng không? Rồi cạnh này đổ xuống, và cạnh này với cái đường bóng này nó sẽ như thế nào? Song song và cùng tụ về một điểm tụ ở đường chân trời. Vậy thì đường A này 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 sẽ cùng tụ về một điểm tụ đường chân trời. Tương tự cho cạnh này cũng vậy ha, cạnh bóng này cũng vậy. Rồi vậy thì làm sao để xác định được cái bóng này nó như thế nào? Phải dựa vào cái nào? Dựa vào cái gì? Đúng rồi, hướng ánh sáng. Làm sao em xác định được hướng ánh sáng tương quan với vật thể? Ví dụ bây giờ em nói cho anh cái cách mà ánh sáng này, vị trí tương quan của ánh sáng này với vật thể thử coi. Ví dụ đây là vật thể của mình. Vậy thì ánh sáng này nó nằm như thế nào so với vật thể? À, phía trên. Rồi, còn gì nữa không? Nếu mà nằm phía trên, ở bên đây và ở bên đây có khác biệt không? Vậy thì nó phải cộng thêm yếu tố gì nữa? Tay. Đúng rồi, tay trái hay tay phải? Cụ thể ở trong đây là nằm ở đâu? Tay trái. Đủ chưa? Đây nè, ví dụ đây là vật thể của mình, phía trên tay trái. Vậy thì nếu mà ở phía đây có gọi là phía trên tay trái không? Mình lấy một vật thể làm mốc, vậy thì cái này mình gọi là phía trước và cái này mình gọi là phía sau. Vậy thì ánh sáng này nằm phía trước hay phía sau vật thể? Tại sao xác định được là nó về phía trước vật thể? Do cái khối này, thứ nhất là ánh sáng từ trên xuống cho nên diện trên sáng nhất. Ánh sáng từ phía tay trái cho nên là diện này, diện bên trái này sáng thứ. Bóng đổ về phía sau, vậy thì nguồn sáng nó phải nằm phía trước vật thể, đúng không? Bóng đổ về phía sau cho nên là nguồn sáng phía trước vật thể. Có 3 yếu tố đó thì mình mới xác định được chính xác, đúng không? Tại vì một trong 3 yếu tố về trên dưới, thật ra mình chỉ cần nhớ một cái thôi ha. Rồi trái phải, đúng không? Và trước sau, chỉ cần một trong 3 yếu tố này thay đổi thì nguyên cái khối này và bóng đổ nó có thay đổi không? Chắc chắn là sẽ thay đổi hết ha. Vậy thì trên dưới thì sẽ còn có nằm ở trung gian nữa là ngang, trái phải nằm ở trung gian nữa là ngay trực diện, đúng không?
trước sau thì cũng sẽ có cái khoảng là nằm ở khoảng gọi là ngang, đúng phần gọi ngang đó, thì nó phần chính giữa này thì mình tạm thời mình khoan bằng ha. Vậy thì khi mà em xác định vị trí của một nguồn sáng ở trong không gian mà mình muốn vẽ không gian này mang tính chất ba chiều, vậy thì tất cả các yếu tố nằm trong không gian đó em sẽ hiểu nó theo cách ba chiều. Mà ba chiều nó có giống 3D không? Thật ra là nó giống 3D. Nó cũng sẽ có ba trục là x, y, z, bao gồm trên, dưới, trái, phải, trước, sau, y chang vậy đó. Ha. Cho nên là mình muốn hiểu chính xác thì mình sẽ hiểu theo cái kiểu giống như vậy. Ha. Ha. Đó là căn bản đầu tiên. Rồi, bắt đầu mình sẽ đi phân tích sâu tiếp vào sau ha.